Dạ vâng, em Khả Năng xin kính chào tất cả quý bà con các bác anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại và đến kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Thu Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789 của em rất hân hạnh được đón tiếp tất cả quý bà con các bác anh chị đến xem xe, liên hệ với Khả Năng qua số điện thoại mà Khả Năng hotline 0326062789. Rất nhiều những mẫu xe giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng để phục vụ bà con các bác anh chị. Thì hôm nay Khả Năng sẽ lên sóng báo giá cho bà con một ít thôi, rồi xe rất là nhiều nhưng là không thể lúc nào cũng có thể báo cáo hết được cho bà con được. Nên anh em nào mà cảm thấy cái giá tiền nào nó phù hợp với mình thì có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng nhé. Cái tầm tiền bao tiền thì có thể inbox qua Zalo cho mình. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Thì những chiếc xe ở đây thì đều có chủ rồi. Là Khả Năng ô tô đây. Thì các bác nào mà đến đây thì em sẽ nhượng lại quyền chăm sóc và sở hữu em nó cho các bác. Chân thành cảm ơn mọi người. Hãy nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp Khả Năng nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm mà con luôn luôn dành cho em. Hôm nay em Khả Năng sẽ lên sóng báo giá cho bà con này, một loạt loạt cái mẫu, những cái mẫu xe này. Giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng thì đâu đó ta đi từ đầu đến cuối đi nhỉ. Nhiều xe quá các bạn. Đôi khi nhiều xe quá không nhớ hết được đấy. Thì anh em nào mà xem đã xem và ủng hộ thì nhớ ấn đăng ký kênh để mỗi ngày em sẽ lên một vài video để phụ bà con nhé. Đầu tiên thì vài chục triệu đây thì có Spark Van đời 2011 nhé các bác. Chiếc này Spark Van đời 2011 tư nhân chính chủ biển chủ lữ Hà Nội luôn. Đời 2011 biển Hà Nội. Màn nước sơn màu đỏ, dòng van này nó chỉ có 2 chỗ thôi, động cơ 0.8 xe của Việt Nam, sản xuất thương hiệu của Mỹ. Chiếc màu đỏ này thì xe rất là đẹp nhá, được độ full đồ chơi luôn, đăng kiểm dài. Full đồ chơi gồm có màn hình cam nùi Android luôn, xong rồi có cả súp bát nữa, nghe sướng lắm. Đằng sau thì anh em chở đồ, đằng trước thì anh em ngồi hai người. Còn nếu anh em ở quê thì các bác các chú ở quê thì có thể chở cháu, chở con đi học thì cũng chẳng sao đâu ạ. Đấy, chở nhiều nhiều người một tí cũng chẳng sao đâu. Nó thực ra nó nguyên tắc nó chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Nhưng mà giá rất là rẻ nhá. Đời 2011 mà giá có 86 triệu thôi, còn bớt nhá. Khả Năng gặp Khả Năng là bớt hết các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Mazda 3S đời 2009 form mới. Chiếc này thì nó là hàng xe động cơ 2.0 phân khúc hạng C, Mazda 3S 275 triệu thôi mà số tự động nhé. Xe này thường thường là xe gia đình rồi, không có dịch vụ, không có taxi. Đấy, giá tiền thì nó rất hợp lý thôi. 275 triệu thì đời 2009 động cơ 2.0 nhé. Số tự động. Đấy. Đây, các bác nhìn này. Nội thất các thứ rất là đẹp nhé, sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn. Không hề đâm đụng va chạm gì. Máy số cực kỳ ngon, tầm bệ chắc, động cơ 2.0 xăng nó tầm khoảng khuôn chục lít các bác nhé. Nếu đi phố, còn nếu đi đường trường còn tầm có tầm 8 lít, tại vì cái dòng này nó chỉ một động cơ 1.6 thôi, chứ không động cơ nó không to lắm đâu. Đấy. Ngoặt sang bên này thì chúng ta gặp gỡ với chiếc i10 nhé. i10 này đời 2015 tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Thì chiếc này Khả Năng đã làm video riêng rồi. Cái dòng này thì nó là cái dòng xe mà rất phù hợp cho anh em làm dịch vụ hoặc là anh em làm taxi. Đấy, các bác đi taxi dịch vụ thì lấy dòng này rất là ưng nhé, hợp lý thôi. Động cơ 1.2 4 máy nên là nó sẽ vận hành tốt hơn so với những chiếc xe khác. 3 máy thì con này nó lại hơn cái nó là sedan nữa, nó có thêm cái gì nhỉ, có thêm phần khoang cốp nên là anh em để đồ thoải mái nhé. Xe này thì máy zin, keo chỉ zin luôn, không đâm đụng va chạm gì, sơn xi sạch sẽ. 4 lốp mới, chủ nhân đã thay mới rồi, đăng kiểm dài. Chiếc này thì Khả Năng đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 240 đấy, có bớt, có 3 đốp hồ sơ cho bà con, giảm giá lộc lán cho bà con. Khi bà con đến xem xe liên hệ với em qua số điện thoại 0326062789 ạ. Tiếp theo phiên bản số tự động tầm cửa tiền 200 thì em xin giới thiệu cho bà con chiếc Spark này. Ôi này đã bị quẹt ở đâu rồi. Spark đời 2014 nhá, thì sơn zin đấy các bạn, sơn zin nhỉ, quẹt phát xước phát biết ngay. Con này thì nó là biển ND, thì biển liên doanh, thì biển này không phải biển D nhá. Biển D thì như này mới là xe 22 chỗ này, còn con này vẫn là xe 5 chỗ bình thường, phiên bản số tự động. Số tự động liên doanh với công ty nước ngoài, người ta đóng vào công ty thôi. Xe này mà zin hết, máy zin, keo chỉ zin đời 2014 giá 212 triệu, có bớt, có lộc lá cho bà con, có làm video riêng rồi nhé các bác nhé. Anh em nào quan tâm có thể alo trực tiếp cho Khả Năng thì em sẽ gửi video riêng chiếc này cho bà con. Đấy. Với động cơ 1.0 nhưng mà 4 máy các bác nhé, 4 máy nổ rất là êm và sạch sẽ đẹp đẽ. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 212 triệu, có bớt, có 3 đốp hồ sơ. Vios Nimo đời 2013 với cửa tiền là khoảng tầm hơn 220 này Khả Năng bán nhé. Đời 2013 luôn, biển 17 Thái Bình, tên tư nhân, mang nước sơn màu đen. Dòng này động cơ 1.5 thì nó cũng chẳng khác gì bản E đâu. Nó chỉ thiếu cái là ABS và túi khí thôi, còn lại máy móc gầm bệ nó như nhau. Đấy, sơn xi màu đen sạch sẽ. Dòng này thì chắc chắn là ngày xưa thì có qua dịch vụ nhưng mà nó còn đẹp, cứng cáp thì anh em mua về vẫn rất là ok. Đi vẫn sướng vì độ bền của cao, xong rồi tiết kiệm nhiên liệu nữa. Với quả đôi bi đòn đèn bi gầm kia, siêu sáng cho hỗ trợ sáng cho anh em. Đấy, chiếc này thì Khả Năng ô tô mua trực tiếp này, Hyundai i10 màu đỏ đời 2015 nhập khẩu đây.
Giá niêm yết của Khả Năng đang bán là 215 triệu đồng, nhưng mà tùy xe các bác nhé. Có những xe người ta chỉ bán 170, 180 thôi, nhưng mà anh em đừng mua, mua về anh em dọn chết, dọn mấy chục triệu và không đẹp bằng con này được. Con này thì sơn xi căng bóng mịn hết rồi, lên narang đúc nhé, màn hình Android nhé, cùng với đèn bi sơ lông này. Các bác nhìn lên đèn bi sơ lông không, cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết, full đồ, full option. Em đã quay video riêng chiếc này rồi và trực tiếp đi mua nhé. Cái narang đúc thì narang form mới của đời 2015 luôn, 2018 luôn. Đấy, nội thất các bác nhìn không, sạch sẽ từ trong ra ngoài, đẹp luôn. Đấy, những con xe mà về anh em mà dọn thêm khoảng tầm mấy chục triệu nữa mới đẹp đấy, thì nó thật với bà con các bác anh chị là nó rất là phí tiền, là phí tiền lắm. Nhưng con này thì máy gầm nó không phải làm gì nữa thì nó khác. Với động cơ 1.0 nhập khẩu từ Ấn Độ về, xe thì tại Việt Nam, thì anh em nào mà muốn quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể đến cửa hàng của Khả Năng Ô Tô để xem trực tiếp, hoặc là anh em đặt cọc thì nhà em sẽ cho nhân viên đánh đến tận nhà cho bà con các bác anh chị với mức giá là 215 triệu đồng, có bao rút hồ sơ và có giảm cho bà con khi bà con alo cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 ạ. Đấy, còn rất là nhiều xe nhé các bác nhé. Các bác anh em hân nợ hãy xem và like, chia sẻ video giúp Khải Đăng ạ. Làm ơn xin một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh, để mỗi chiếc xe nào về thì em đều có thể lên sóng báo giá cho bà con tốt nhất và sớm nhất nhé. Nhà mình ở ngay mặt đường 10 này thôi, nên là nó hơi ồn một chút, anh em thông cảm. Còn đây là chiếc Hyundai Getz này. Chiếc này cũng để khá lâu ở nhà em rồi nhé các bác nhé, và để đến 3-4 tháng rồi. Nhưng mà rất là đẹp, keo chỉ zin hết, nhưng mà làm sao nó vô duyên kinh khủng luôn. Anh em nào mà đến xem xe thì mà anh em cảm thấy thích màu bạc ở biển Hà Nội một chủ này. Và tên công ty nhá, bên em có bao rút hồ sơ. Chiếc này thì động cơ 1.1 nhập khẩu từ Hàn Quốc về, đời 2009, giá thì 155 triệu đấy, nhưng mà em sẽ bớt thật sâu cho bà con các anh chị nào quan tâm để thu hồi vốn thôi. Chiếc này thì bọn em xác định không có lãi đâu, nhưng mà em đã bọc ghế da mới đẹp lắm các bạn. Ngày trước thì nội thất nó màu vàng vàng nhìn trông rất là kinh, nhưng mà bây giờ em đã bọc ghế da rồi các bạn. Cái bồ này dùng chán thế. Đây là phần nội thất của chiếc xe các bác nhé. Nội thất là rất là cứng đẹp này. Nội thất đẹp chưa? Các bác nhìn em. Nội thất nhìn rất là yêu luôn, sạch sẽ từ trong ra ngoài đấy ạ. Từ trong ra ngoài luôn, chứ không phải là đấy, thảm trải sàn này, ghế này, rồi thì nội thất này. Nhìn rất là cứng xe, đẹp, không đâm đụng va chạm gì. Keo chỉ này, keo chỉ zin nhá. Sơn là sơn nước sơn màu bạc zin theo xe chứ không phải là sơn đổi màu đâu. Xe rất là cứng xe, không bị han mọt gì cả. Gầm bệ chắc chắn. Máy gầm ngon, nó khác hoàn toàn nhé. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu cho bà con các anh chị mẫu xe phân khúc hạng C mà giá rất là rẻ, hợp lý cho bà con nào muốn quan tâm này. Chiếc này thì đời 2010 nhập Hàn. Chiếc Kia Forte các bạn. Forte thì nó là cái phân khúc khá là cao cấp của nhà Kia Morning. Kia Forte, Kia Hàn đấy. Sedato, Kia K3 thì đây là Kia Sedato, nó là nhập khẩu nhé. Nhập Hàn động cơ 1.6 với mức giá là 318 triệu. Cái phiên bản này thì chắc là nó chưa có lên gãy số vô lăng. Nếu lên gãy số vô lăng rồi thì nó sẽ khoảng tầm khuôn 340 các bạn. Nhưng mà chưa lên gãy số vô lăng. Đời 2010 nhưng mà giá hơn 301 thì cũng là giá dễ chịu rồi các bác nhé. Với một chiếc xe đẹp không đâm đụng va chạm gì. Còn nếu mà nó đâm đụng va quẹt rồi thì giá nó khác hoàn toàn. Nói chung là tiền là của đấy các bác ạ. Đôi khi ở những chiếc xe đây cũng chiếc xe nó nỗi nhẹ nỗi nặng, chứ các bác cứ đến xem xe trực tiếp thì em sẽ tư vấn cho. Chứ không phải là xe nào nó cũng đẹp hoàn toàn đúng không? Không đẹp cái này đẹp cái kia. Không được cái này mất cái kia, là chuyện bình thường. Anh em cứ lựa cân đối làm sao hợp lý là anh em đến xem xe. Đấy thì cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ. Chứ còn anh em nào ghét thì vẫn cứ là ghét thôi. Nhưng mà có gì nói đấy thì anh em sẽ giữ được tình cảm lâu dài hơn. Anh em nào đến xem xe thì biết thừa tính của em làm việc rất là nhanh và làm việc chuẩn nhé các bác nhé. Hyundai i10 này đời 2015 nhé, biển Hải Phòng, tên tư nhân chính chủ, anh em đang đi bộ kìa. Đấy, tư nhân chính chủ rồi. Bây giờ thì chào bán mức giá là 190 thôi, để cho bà con 190 thôi, còn bớt nhiều nhé. i10 thu vốn cho bà con này. Đấy, Vios thì nhà em còn khoảng 6-7 con đấy nhé. Anh em cứ theo dõi thêm thì em sẽ có rất nhiều Vios này. Các bác nhìn đằng xa kia, Vios 2020-2018 nhà em còn có nhé các bác nhé. Các bác hãy nhớ chú ý theo dõi đăng ký kênh, ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Chiếc này là Vios E đời 2014 bán 318 triệu, đã làm video riêng. Dòng này thì nó là động cơ 1.5 nhé, và cũng là form mới rồi. Bắt đầu lên form mới thì nó sẽ giá nó sẽ khác với form cũ một chút. Đợt này thì anh em chạy dịch vụ tốt nên là anh em mua về xe ôm xe rất là nhiều, nên là không muốn bán ấy, nên là giá xe nó cũng cao hơn so với điểm trước đó các bạn. Với lại xe mới bây giờ nó cũng tăng khoảng tầm 50-60 triệu nhé, anh em cứ lựa. Làm sao đến với nhau là vô tư thôi các bạn. Mazda 323 đời 2001 thì chiếc này nằm ở nhà mình khoảng tầm 2 tháng rồi nhé. Chiếc này thì để cho bà con, cô bác anh chị đang bán 101 thì để cho bà con 100 thôi này. Anh em nào quan tâm thì alo sớm nhất Khả Năng nhé. Em sẽ bán chiếc này cho bà con 100 thôi. Đấy. Dòng này động cơ là 1.5 nhé, xe của chủ tịch ngày xưa, cán bộ ngày xưa đi đấy. Rất là phù hợp cho anh các bác nào, các chú nào mà lớn tuổi rồi mà muốn một chiếc xe tập lái, xe tránh mưa tránh nắng, chở con chở cháu đi chơi xong rồi đi du lịch.
tự đi, không mượn ai, không mượn bố con thằng nào đấy. Thì các bác mua cái đấy và đi cho nó ấm áp. Thực sự là bây giờ con xe 100 thì nó sẽ khác con xe 200, 300. Anh em nào nhiều anh em sẽ phải chấp nhận được cái là về thỉnh thoảng nó phải sửa chữa, tu dưỡng, bảo dưỡng, rồi nước noi, rồi máy gầm các thứ kiểm tra thỉnh thoảng tí. Thế còn nó mà để độ lành thì con này nó cũng rất là lành nhá các bác nhé, lành lắm. Động cơ Mazda 323 này nó chỉ có 1.6 thôi, nên là nó cũng tiết kiệm nhiên liệu lắm. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm khuôn 7 lít trên 100 km vì nó xe cũ rồi. Xem. Đấy, Hyundai Venti thì nhà còn nhiều các bạn. Đây là chiếc đời 2012 với mức giá là 330, nanh quanh 330 thì chiếc này là phiên bản số tự động nhé, phân khúc hạng C của nhà Hyundai. Nó cao cấp hơn Accent và cao cấp hơn cả nó sau này nó chính là Elantra ấy nhỉ. Avante này thì nó form dáng thì để nó không thuận mắt thì nhìn nó không béo béo, nó không được đẹp bằng cái con Accent với con Elantra được. Nhưng mà để về chất lượng nhé anh em nhé. Con Kia Forte với con này giống nhau. Nó chỉ sau mỗi Antit thôi, còn tất cả các phân khúc hạng C loại sau ấy thì người hư nghỉ khói cho nó luôn. Con này nắm con lúc còn đi sướng hơn cả Antit các bác nhé, mà giá tiền thì rẻ hơn Antit hàng trăm triệu đồng. Đấy, Antit bây giờ 2012 anh em phải mua hơn 400 là chuyện bình thường. Đấy, con này thì nó có 335 triệu đồng thôi, rất là hợp lý với giá nhé. Tiếp theo là Hyundai Accent đây. Anh em nào không thích Vios hoặc không thích những cái mẫu xe khác thì anh em có thể nghiên cứu lấy chiếc Accent nhập khẩu này. Đời 2013 nhập khẩu Hàn Quốc, biển Thái Nguyên, tên tư nhân. Chiếc này thì khả năng mới về nhé, động cơ 1.4 thôi, phiên bản số sàn. Động cơ 1.4 thì nó tiêu hao cũng chỉ khoảng nanh canh như Vios thôi, 5 lít rưỡi, 6 lít, 7 lít tùy theo xe anh em đi. Đấy, Hyundai Accent này thì phiên bản Blue thì nó có 6 số rồi. Đấy, 6 số tiến, 1 số lùi là 7 thôi. Các bác nhé, đi trong dòng này trên cao tốc đi cũng khá là sướng và đầm chắc nhé. Và chiếc này thì form dáng của nó đẹp hơn Vios form cũ. Form cũ là đời 2013 kìa. Đấy, cùng đời thì Vios form cũ thì không có cửa, không ăn được. Vì form dáng nó đẹp hơn, cùng với nó có mác nhập khẩu nữa nên là nó khá là bắt mắt và đẹp. Nhưng mác nước sơn màu bạc, biển Thái Nguyên này. Anh em là người Thái Nguyên thì giữ biển, và anh em nào mà biển tỉnh thì bên em có hỗ trợ rút hồ sơ với mức giá là 338 triệu đồng. Đợt này thì 318 triệu đồng nhé. Đợt này thì xe cộ giá nó cũng cao hơn đấy các bác nhé, nó không rẻ đâu. Đây là anh em này, Nissan Sunny đây. Nissan Sunny mà anh em rất mong chờ đây vì rất là rẻ các bác ơi. Đời 2015 mà giá chỉ nanh quanh 220 thôi. Đấy, anh em đang rao bán là 228 triệu đấy. Có giảm, có bớt độc ná cho bà con. Mang nước sơn màu xanh. Dòng này thì có qua taxi dịch vụ được các bác nhé. Báo thẳng vào mặt luôn, không nói dối khách hàng, đấy là tiêu chí của khả năng rồi, không nói dối thế nào cả. Chiếc này thì động cơ 1.5 nhưng mà nó có ABS túi khí đầy đủ. Rồi nó hơn cả Vios đấy các nhá. Vios nó bản thiếu mà đời này nhá, anh em nhá, đời 20 năm bản thiếu anh em phải mua 208, thời điểm này phải đằng nhằng phải mua 209 cơ. Đấy, với giá tiền nó quá hợp lý luôn. Dòng này thì sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nhé, động cơ 1.5, trang bị đầy đủ túi khí, phanh ABS, cửa sổ gió đằng sau. Cùng với form dáng của nó thì khá là rộng rãi, bắt mắt. Phân khúc B thôi nhưng mà cửa tiền thì rất là rẻ, rẻ hơn Vios hàng trăm triệu đồng. Nếu Vios E đời 2015 bây giờ bên em đang bán, chào bán mức giá thấp nhất phải là 340, 330 xe dịch vụ rồi đấy các bác nhé. Đấy, anh em cứ lựa cân đối làm sao hợp lý là được. Còn giá này thì có giảm có bớt khi bà con alo cho khả năng qua số điện thoại 0326062789. Đấy, mới quay được có 20 con xe thôi mà đã mất mười mấy phút rồi. Anh em nào mà anh không ngó con nào à? Anh em nào mà cảm thấy những chiếc xe của em thì nó hợp lý, đôi khi hôm nay không hợp lý nhưng mà hôm khác lại hợp lý các bác nhé. Có thể hôm nay anh em chưa ưng chiếc nào nhưng mà ngay sau đó thôi, một ngày em về hàng chục chiếc các bác ạ. Các bác hãy đang nhớ đăng ký kênh ủng hộ khả năng bằng cách là thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm anh em tí cho tình cảm. Em gọi việc làm việc cũng nhanh lắm. Nhưng anh em nào mà quan tâm thì cứ nhắn tin Zalo để em trả lời hình ảnh qua video cho bà con chứ không ngại đâu. Thế còn ban ngày thì bọn em thì cũng ít việc thôi. Anh em nhân viên thì đông nên là em vẫn có thời gian để tiếp các bác khi các bác gọi điện cho khả năng. Hãy nhớ gọi điện sớm cho em một tí trước khi đi. Anh em nào mà đến đây xem xe thì anh em gặp cộng tác viên thì giá nó sẽ khác, mà gặp chính chủ thì nó sẽ khác các bác nhé. Em sẽ cân đối giá hợp lý cho bà con được. Thì bà con alo cho Khải Đăng qua số điện thoại 0326062789. À đây, hôm nay mới về mà hôm xưa nhỉ, hôm qua hôm xưa thì mới về con Morning SE biển Hà Nội một chủ từ mới này. Chiếc này thì đời 2016 nhá. Tên tư nhân, máy zin, keo chỉ zin luôn. Em mới về làm gioăng mặt máy xong nhé, mới làm gioăng mặt máy xong. Con này nó bị chảy dầu mang mặt máy em cho làm luôn. Và sơn là màu zin theo xe các bác nhé. Phiên bản SE thì cản trước cản sau nó lưng cản rồi, cùng với body kit, cùng với cái đèn nét ở trên trên đèn pha đây, sim báo đẽ đấy, cùng với cái gì nhỉ, đèn bi xe lông. Chiếc này thì nó là phiên bản động cơ 1.25, bản đủ số sàn, có trang bị đầy đủ, tính năng an toàn. Và giá tiền thì nó là phiên bản tư nhân không khoán đục, có thể là chạy Grab ở trên đấy thôi, nhưng mà đi rất là ít, đẹp, sạch sẽ. Và em chào bán mức giá là 250, 259 triệu thì có bớt nọc lá cho bà con nữa thì chỉ còn 250 là bán rồi bà con ạ. i10 Kia Morning nhà em rất là nhiều nhé, khoảng tầm 3-40 xe, anh em cứ cố gắng theo dõi. Xe nhà em về nhiều và về thường xuyên ạ, về mỗi ngày 5-7 chiếc,
ngày nhiều là 10 chiếc các bác nhé. Nên bà con cứ lựa cân đối làm sao nó hợp lý là được. Đấy, Kia Forte đây, Kia Forte đời 2009. Chiếc này thì em có 2 chiếc số sàn nhé. Kia Forte số sàn này. À, con này thì không phải Forte, nhầm. Đây là Cerato các bác nhé. Kia Cerato. Cerato với Forte thực ra nó là một đấy, nhưng mà tên gọi của hai thị trường khác nhau. Ví dụ như tại thị trường Việt Nam thì nó có tên là Forte, còn tại thị trường Hàn Quốc nó tên là Cerato. Thì cũng có chiếc xe mà trước đời 2009 mà ở bên Hàn Quốc nó vẫn tên là Forte, hoặc là bên xuất Trung Đông nó tên là Forte nhé. Thì anh em đừng quan trọng lắm, quan trọng anh em cứ xe đăng kiểm cho em. Con nào nhập thì biết ngay, mà con nào Việt thì biết ngay các bác nhé. Còn phiên bản này thì phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về, động cơ 1.6. Chiếc Kia Forte này nếu các bác mua Vios đời 2013 cũng không ăn được nó nhé các bác nhé. Nếu có cửa tiền này anh em được mua Vios 2013 thì em xin anh em hãy chuyển sang cái chiếc Kia Forte này. Kia Forte này thì nó rất là đẹp, zin hết, máy zin nhá, sơn sạch sẽ, nội thất quá đẹp luôn anh em ạ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội, không taxi dịch vụ một ngày nào cả. Xe rất là đẹp, nội thất ghế da còn nguyên bản theo xe nhé. Còn đây các bác nhìn không, da là da mềm này, da mềm ở giữa đây các bác nhìn này, da mềm này. Đấy, da mềm đây các bác nhé, nhìn thấy da mềm chưa? Đây, đấy, quá đẹp luôn. Này, nội thất này, màn hình Android, Delo Start Top, túi khí, phanh ABS, là đang đúc, tất cả mọi thứ đều nguyên bản theo xe. Quá đẹp luôn, cửa rả keo chỉ zin hết. Anh em nào mà đến đây mà mang đi test hãng mà lỗi thì khả năng ô tô tặng cho các bác 100 triệu luôn, không bán nhé. Nội thất này các bác nhìn này, nội thất này, đấy. Lên mua Kia Forte này thay vì anh em mua Vios mà qua dịch vụ đời 2013 rồi anh em phải mua 286 rồi. Anh em hãy mua Kia Forte 2009 giúp em. Đấy, quá đẹp luôn. Và nó zin đẹp luôn này, anh em nhìn đèn nó còn đẹp hơn cả cái con Kia Forte đời 2013 này. Đấy, con 2009 nhưng mà anh em nhìn thấy không, chất xe nó khác nhau hoàn toàn. Nếu các bác mà lựa và cân đối được thì anh em đến xem con này nhé. Con này nó ứng quá ok luôn. Và trực tiếp thì khả năng ô tô cùng với anh em đi mua chiếc xe này đi xem rất là kỹ và beo test cho bà con về vấn đề lỗi hay đập đụng va chạm ngập nước các bác nhé. Những cái đấy là rất quan trọng đấy ạ. Đăng kiểm thì tới tháng 3 năm 2023, rất là dài. Tiếp theo này nhá. Đây, em đang nói đây. Con này đèn còn cũ hơn cả con 2009 này anh em nhìn thấy không? Đấy. Quá tươi sáng và đẹp luôn. Kia Forte đời 2013 thì khả năng phiên bản số tự động nhé, gãy số vô lăng thôi. Đời 2010 cuối 2010 là gãy số vô lăng. Thì đây là phiên bản 2013 nhé. 2013 thì nó vẫn form vậy thôi. Nó vẫn có túi khí và phanh ABS là đang đúc nguyên bản theo xe. Cùng với đèn xi nhan gương thì nó thiết kế nó đẹp hơn một tí, nó có nhỏ nhỏ hơn một chút thôi. Nó vẫn là vậy thôi nhưng mà nó hợp lý giá tiền các bạn. Chiếc này thì khả năng đang chào bán là 358 triệu nha các bác nhé. Có giảm có bớt mạnh khi bà con để cái biển ở bên biển 36 này, bên nhà em làm nó không được thuận lắm anh em. Đấy thì không biết vì sao nhưng mà em cũng rất mong các bác không kỳ thị dân 36 anh em nhé. Biển 36 rất là bình thường thôi nhưng mà anh em đến cứ bảo 36 là không muốn mua. Nhưng mà bọn em vẫn mua bình thường nhé, mua toàn quốc luôn, biển nào cũng mua. 4953 một tịt rồi taxi rồi gì mua hết, nhưng mà về báo cho khách hàng hết có gì đâu. Thanh Hóa thì cũng là có người nọ người kia chứ, đúng không? Nhiều anh em cũng hơi sân si về vấn đề đấy, nhưng nhà em vẫn mua hết nhé. Biển Thanh Hóa nhà em rất là nhiều. Nhưng mà anh em đến cứ chê bảo biển Thanh Hóa anh không thích. Nhưng mà anh em có thể rút hồ sơ mà, sang tên được thoải mái đúng không? Đấy thì các bác có ý kiến trái chiều thì em xin các bác thông cảm. Còn lại bên em thì rất là dễ tính thôi. Hợp lý anh em đến xem chơi không mua cũng được các bác nhé. Làm sao mà anh em đến với nhau cho tình cảm. Đây. Tiếp theo là chiếc Hyundai i10 đời 2014 nhập Ấn này, bên em bán loanh quanh 190 là bán rồi các bác nhé. Giá này miết cửa hàng thì 198 triệu. Biển 15A42494 này. Anh em mà không rút hồ sơ thì không rút hồ sơ thì nhà em để cho anh em 190 thôi, giá quá hợp lý luôn. Đời 2014 nó nhập Ấn bản thiếu thôi nhá. Bản đủ thì không có giá này đâu. Bản đủ bây giờ hiện tại nó lên khoảng tầm 230 rồi anh em ạ. Bọn em mua vào đã 215 về dọn rồi. Nó rất là đắt. Thời điểm hiện tại thì cái em thấy tất cả những mẫu xe đều đắt các bác nhé. Đều giá đều lên rất là cao luôn. Không thấp được các bác. Này, nội thất này. Sạch sẽ chưa? Đấy. Keo chỉ zin sơn si thì mới sơn quay lại xong còn đánh bóng rồi. Lóc màu đen nhìn trông rất là khá bắt mắt và sạch sẽ. Nội thất đằng sau nhìn cũng tươi mới và đẹp. Dòng này thì nó dưới 200 triệu thì em nghĩ là nó là đúng tầm tiền thôi. Anh em cũng có thể lựa chọn cân đối nó hợp lý một chút. Nhà còn khoảng tầm đây em mới quay được khoảng tầm 450 cái thôi. Hay 30 cái nhỉ? 30 cái thôi, còn lại nhà em còn khoảng tầm khuôn 200 cái nữa các bác nhé. 170 cái nữa. Thực ra nói lúc nào có vài trăm cũng đúng thôi. Nhưng anh em nhìn này, xe nhà em ở bên ngoài kia em đỗ tức nó phải rơi vào 3-40 cái rồi. Còn bên trong này nữa, hàng trong này xong rồi hàng ngoài này nữa. Ui mà anh em còn đi dọn nữa. Còn nhiều xe lắm các bác. Anh em các bác cứ đến xem xe đi. Đôi khi các bác đến xem con này không ưng vắt là sang. Tí em ngồi chơi một tí em đã về con nữa rồi. Đấy. Đây là nó rất nhiều sự lựa chọn nên các bác cứ an tâm. Đây. Tiếp theo là kỳ Crew đây. Crew thì đời 2015. Em có 2015, 2016 nhé các bác nhé. Rất nhiều Crew luôn. Và 2010 cũng có, 2011 cũng có. Crew này đời 2015 và em bán mức giá là 270 thôi. 279 thì để cho bà con 27 thôi các bác nhé. Màu vàng cát này.
Đấy, đây nhìn khá là tươi sạch sẽ. Anh em nào yêu thích cái màu này thì anh em lấy thôi. Màu vàng cát nhìn cũng rất là trung tính này, đẹp sạch sẽ này. Động cơ thì 1.6 nhá, crew thì nó ổn định hơn Nasetti một chút. Nhưng mà nhiều con Nasetti rất là đẹp nhá. Em bán cho anh Cường người Thái Nguyên, anh không biết có xem được cái chiếc video này không. Nhưng mà năm ngoái hay năm xưa nhỉ, tháng mấy năm 2021 ấy, em bán một chiếc Nasetti đời 2009 nhưng máy rất là ngon luôn, zin hết, đẹp hết. Đẹp xuất sắc luôn, anh bán ở đấy, anh đi từ đấy đến giờ rất là bền luôn và không hỏng hóc gì. Đấy. Thì đây là một chiếc i10 đời cao, đời rất là đẹp và tư nhân một chủ từ mới sử dụng hay sao nhỉ. Con này thì biển miền Nam Hải Phòng, 96516 đây, số sàn nhé, bản đủ nhé. Cái dòng bản đủ này thì mới là số sàn thì đủ hay thiếu không quan trọng, quan trọng là anh em mua về chạy dịch vụ đấy. Nhưng mà chiếc này thì em nói các bác đi có hơn 5 vạn thôi, chắc là chạy đợt đấy nó cũng kém đấy, anh em bán đi sang tên người khác, đi gia đình thôi, tư nhân chính chủ thôi. Xe biển miền Nam A 96516, không khoan đục, không taxi, mới đẹp, nội thất mới hết, máy số zin, keo chỉ zin. Chiếc này thì khả năng đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 325 triệu đồng nhé, có giảm, có lọc lá cho bà con. Khi bà con đến xem xe và liên hệ với Khai Đăng qua số điện thoại 032 60 62 789. Thực khuyên đọc số để bà con đỡ quên. Anh em nào mà xem nhiều rồi sẽ nhớ được số điện thoại của Khai Đăng ô tô trước khi đi đâu xem xe. Mà anh em đi qua Hải Phòng thôi thì hãy đến gặp cái Khai Đăng ô tô đây để các bác nhìn thấy không. Đấy, xe nhà em còn nhiều và sự lựa chọn các bác không hề phí đâu. Các bác cứ đến đây xem xe rồi em sẽ tư vấn nhiệt tình. Chưa mời các bác ăn cơm luôn nhé. Anh em mà cứ gọi cho em là chưa có cơm mời các bác ăn thôi, cơm thường thôi. Còn anh em nào mà thích đi ăn hải sản, ăn ghẹ đồ sơn này hay là ở đâu đấy thì cứ bảo em thì em sẽ cho anh em sắp xếp hết các bác nhé, hợp lý hết, thuận mua vừa bán mà đến với nhau là vui rồi, không đến mới là buồn cơ. Đấy, cứ ở nhà gọi điện mà hỏi thăm cứ liên tục nhưng mà không đến cũng buồn lắm. Bây giờ làm ăn mà chỉ mong khách hàng đến xem xe cho mình thôi, không có khách là vui lắm không. Một ngày em bán được có chục xe thôi, mỗi hôm thì 7-8 xe nhé. Con này Cruise 2010 phiên bản số tự động các bác ơi. Đấy, Cruise 2010 số tự động nhé. Cruise thì nó cao cấp hơn so với dòng Nasetti một tí. Nó đẹp hơn Nasetti một tí, nói chung là đẹp hơn một tí thôi. Nói chung là nó giống nhau thôi nhưng mà nó có cái cảm biến ga nó hơi mới một tí, anh em lắp vào chung được nhé. Nhiều con Nasetti chính vì sao bây giờ đỡ hỏng hơn ấy. Ngày xưa thì hay hỏng đấy. Vì nó lắp cái bản cảm biến của Nasetti, nhưng bây giờ nhiều anh em thợ người ta thay cái cảm biến của con Cruise này vào con Nasetti đấy thì nó thật trở thành một con Nasetti luôn. Mỗi thương hiệu là khác thôi. Thì đây Cruise 2010 bắt đầu chuyển giao sang cho Chevrolet này. Thì nó đổi thành Chevrolet đây. Và giá thì em đang bán anh quanh là 250 bà con. Đời 2010 nhé, anh quanh 250 là bán thôi. Đây là Honda City nữa này, Honda Hyundai Accent này các bác nhìn không? Rất là nhiều xe. Nhà còn rất là nhiều xe cho bà con lựa chọn nhé. Các bác nào hãy nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video cho em, giúp em được không ạ? Em xin một like, một chia sẻ được. Đây là một chiếc xe Accent số tự động đời 2013 với mức giá là 355 triệu đồng, biển Hải Phòng, tên tư nhân, mang nước sơn màu nâu đất, quá đẹp luôn. Chiếc này thì nó động cơ 1.4 nhá. Accent này thì nó đi sướng lắm. Phân khúc B thôi nhưng mà có khi bán đắt hơn cả con Avante. Em lại thích Avante hơn. Avante đi sướng hơn con này các bác nhé. Avante 1.6 đi sướng hơn. Đấy em đấy là cái quan điểm của em. Còn nhiều anh em đi Accent mà cảm thấy form đẹp thì anh em lấy Accent. Avante nó đi chắc hơn nhiều nhé. Chắc hơn cả Honda City luôn. Avante trông thế thôi nhưng đi rất là sướng. Em bán rất là nhiều Avante rồi. Nhưng khả năng có đầu tư thì em chỉ đầu tư xe Avante đẹp thôi, không bao giờ đầu tư Avante lỗi hay là nó kém là em không mua. Accent cũng thế này. Accent này thì có những con thì nó không được mượt lắm, nhưng có con này nhìn rất là chắc nhé. Những con xe này em nhìn thấy em chạy thử nó rất là chắc này, máy số zin này, keo chỉ zin biển Hải Phòng. Đấy, trước này ngày xưa này như mình bán ra này cách đây khoảng tầm mấy năm rồi đấy, 2-3 năm rồi thì khách bán lại thôi, đổi xe khác bên nâng đời đổi khác bên nhà em mua lại nên là nguồn gốc rõ ràng nên nó chắc chắn lắm, đi sướng lắm. Anh đi chẳng hóng gì nhưng mà anh thích con Innova về chạy dịch vụ thì là anh ấy mua Innova 2016-2017 gì đấy, form mới. Anh ấy đổi lại con này. Thì Honda City đây anh em, City đời 2016 này, biển Thái Bình, mang nước sơn màu đen. Thì chiếc này thì Khải Đăng anh em ở bên cửa hàng Khải Đăng mua chính chủ của anh em người Thái Bình nhé. Chính chủ một chủ từ mới luôn. Xe đẹp zin không một lỗ nhỏ, keo chỉ zin hết, máy số zin, thân vỏ zin luôn, mang nước sơn màu đen, xi nhan gương tích hợp, túi khí ABS. Phân khúc hạng B thôi nhưng mà số tự động, nó giống như Vios đấy. Nhưng mà Vios thì anh em đang bán nó loanh quanh khoảng tầm 420-430. Chiếc này cũng vậy thôi, bán cho bà con 420 với cái phân khúc hạng B và Honda City. Anh em nào quan tâm có thể alo cho Khải Đăng qua số điện thoại 032 60 62 789 nhé. Đây Vios E mà đẹp, mà em quay đẹp nhất người đây thì em đã bán cho thằng em Danh. Thằng em Danh trước ngày mua xe của em ở bên Nam Định, em đã bán cho em nó rồi, nó cọc rồi, đến ngày đẹp em ra lấy thôi. Chiếc này rất là tươi đẹp này, bác người Quảng Ninh sang tận nơi giả 350 không bán này. Đấy, về sau để cho 250
Em đang bán là 259 triệu đồng, bác ấy giả 250 nhưng không bán vì 255 bao xăng tên nhưng không bán đấy, vì bác có con Matiz. Cái con Matiz của bác ấy nó lát quá mà không mua nổi luôn, bác cứ đòi 32 triệu, thế là không vào việc được, chứ không là đúng là bán mất rồi đấy. Bác có xem được video này bác thông cảm thôi, tại vì con Matiz của bác nó rời rỏng lắm, nó kinh lắm, đi thế bán khách hàng cũng không quan tâm, mua về bán cho ai được. Bây giờ bán mua 32 triệu rồi về còn dọn nữa thì hình bán 40 bán làm sao được mà đời 205, mà chủ mà thì không có đấy, chứng minh thư hộ khẩu thì không có thì không mua được đấy, thì cũng bảo bác thông cảm. Thế là bác cái về mất trong tiếc nuối, rất là tiếc. Nhưng mà chiếc này thì đã để cho đứa em rồi đấy, đứa em nó cũng đỏ thôi thì kỷ niệm nó nhá, giá thì rất là êm thôi vì nó đã mua xe của Khả Năng rồi anh em ạ. Anh em nào mua xe lần hai nhớ chụp ảnh và lưu niệm với Khả Năng, rồi lúc nào mang đến anh chú có nhớ anh không, ngày xưa chú bán cho anh con này con kia, thế em nhớ là em sẽ bớt cho các bác thêm một chút của anh em tình cảm. Còn là bọn em thì thực ra là đầu tư xe là phải có lời các bác, nói thật các bà con thôi, những con xe như này em lấy nó lời như thế không được 7-8 triệu đâu, không được 7-8 triệu thì chẳng ăn thua gì đấy, thì thôi nhưng mà không sao cả, tùy con thôi. Có những con thì được 10-12 triệu, nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, anh em đi xem xe cũng phải lựa chọn nhiều chỗ tin tưởng rồi uy tín nữa các bác mới đến, xong rồi anh em xem xe phải ưng nữa mới lấy, chứ không phải cứ đến mà mua đâu, đúng không? Đấy, đấy nó đẹp vừa phù hợp thì anh em lấy thôi. Đây kia Moline đời 2014 này, để cho bà con, có bác anh chị là 182 triệu, nhưng mà em sẽ để cho bà con 175 triệu thôi. À, các bác hãy alo trực tiếp cho Khả Năng nhé. Chiếc này máy zin luôn nhé, đời 2014 2014 mà chiếc này đã qua dịch vụ rồi, nhưng mà còn cứng lắm, đẹp, máy gầm ngon lắm, chắc chắn. Màu đỏ nhé, sơn màu đỏ, biển Thanh Hóa đây. Em vào trực tiếp mua luôn, em chẳng ngại biển nào các bác nhé, anh em đừng kỳ thị biển 36 quá các bác. Đấy, cứ mua về rút hồ sơ cũng được mà, không quan trọng đâu. Tiếp theo là chiếc i10 đời 2014 thì nhà em đang bán 195 triệu, có bớt nhé. Nó cũng là màu đỏ này, chiếc này có độ thêm cả cái cam nhìn nốp kìa, cam ở trên cái gương nhìn nốp xuống nốp này, đi cũng khá là an tâm cho anh em là lái mới nhé. Tiếp theo là mẫu Altis này, Corolla Altis này thì lanh quanh khoảng tầm 140 là em bán rồi các bác, 140-140 mấy triệu này. Altis đời 202 nhé các bác nhé, đời 202 này giá quá ok rồi, có một chút lỗi tim ép cabo bên phụ kìa, một tí thôi đấy, đèn bên này thay mới rồi chẳng sao cả, còn máy rất là ngon, động cơ 1.8 đầy đủ túi khí phanh ABS. Cái giá này thì anh em chỉ mua được bản Z thôi, nhưng mà giá 202 mà anh em phải mua với con lanh quanh khoảng cửa tiền 140 còn bớt thì lọc lá, thì anh em hãy alo sớm cho Khả Năng nhé, em sẽ bán rẻ cho bà con các anh chị luôn. Đấy, lại Cruise đây, Cruise điển 88 này, chiếc này thì số sàn đời 2010 với anh em chào bán mức giá là 223 triệu thôi, khá là rẻ với cửa tiền này. Cruise thì phân khúc hạng C nhưng mà trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS và form dáng của nó rất là châu Âu các bạn, châu Âu luôn, nhìn trông đẹp không? Đấy, Vios làm sao đẹp mà form dáng đẹp bằng nó được đúng không? Con này thì nói đẹp xong rồi đến con Forte đẹp ngang ngửa, con Forte. Nhưng mà Forte nó đắt hơn vì máy nó lành hơn so với Cruise và Lancetti. Thì đây là Forte 2010 đây. Con 209 kia thì em bán 268 triệu nhưng 2010. Con này là Forte nhá, thị trường ở Việt Nam nhưng mà nó là nhập khẩu về Việt Nam. Thị trường Trung Đông cũng nhập khẩu về Việt Nam, nó cũng trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS đang đúc nguyên bản theo xe. Và phiên bản này nó cũng là phiên bản nhập khẩu nhé, động cơ 1.6 số sàn. Khả Năng chào bán tại cửa hàng với mức giá là 268 triệu, đời 2010, hơn con kia một đời nhưng mà giá bằng nhau. Vì đây là biển biển tỉnh, nhưng hình như gốc Hà Nội hay sao ấy. Chiếc này biển gốc Hà Nội hay sao em chưa xem giấy tờ đâu, nhưng mà màu sơn mới lại keo chỉ zin hết, máy zin nhá các bác nhá. Đi ít lắm, nội thất đẹp lắm các bạn, xe đẹp lắm. Anh em mua về chỉ việc sẵn bán sẵn đi thôi. Anh em nào mà muốn đến xem xe thì hãy chạy thử hai cái con Kia Forte này. Không thì anh em lấy con Civic này cho em. Civic 208 nhưng mà giá thì quá êm. Số sàn bản đủ số sàn nhé, động cơ 1.8. Chứ Civic này thì cũng trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS. Xe của Nhật đây anh em. Xe Nhật mà có 228 triệu còn bớt nọc lá nhé. Trên này thì em vào đến hơn 200 rồi đấy các em. Hơn 200 rồi mà bán 228 triệu thôi mà còn bớt mà chưa chốt rồi. Anh em nào quan tâm có thể alo cho Khải Đăng nhé, em sẽ chốt cho bà con có bác anh chị giá rẻ này. Kia Forte nhà em nhiều lắm vì dòng phân khúc C này đi nó sướng lắm. Máy của dòng Forte này với dòng con Hyundai Avante là dùng chung với nhau nhé. Con Kia Forte này, Hyundai Avante cùng Hyundai i30 nhập khẩu đấy đều dùng chung với nhau. Cái máy DHC 16 van. Cái Hyundai Vola, Hyundai Accent ngày xưa cũng thế, nhưng mà máy cải tiến thì con này máy chung với con này. Forte này chung với con Hyundai Avante số tự động đấy, số sàn cũng thế, nó chung máy với nhau. Nên là khá là bền và đẹp, phân khúc hạng C, gầm bệ chắc chắn. Chiếc này một chủ từ mới, không một lỗi nhỏ nữa, không mất một phân keo chỉ nào. Anh em là mua được con này mà đi thì sướng này, động cơ 1.6, em đi xăng thì 7.4 thôi. 7.4 trên 100 km các bác nhé, 7.4 trên 100 km, rất tiết kiệm luôn. Giá tiền thì Khả Năng đang đề xuất là 322 triệu nhưng mà để cho bà con rẻ thôi. Anh em là alo cho Khả Năng thì em sẽ bớt cho lọc kích cho bà con các anh chị luôn. Số tự động nhé các bác nhé, zigzag máy eco, tiết kiệm nhiên liệu, cửa lò sổ lóc, túi khí, phanh ABS.
Đấy, không thiếu gì cả, đăng kiểm tháng 1 năm 23. Đây, con này thì cũng là Crew này thì đời 2010, em bán 225 triệu. Nhưng mà cũng có giảm cho nọc ná cho bà con, bớt sâu cho bà con luôn này. Crew thì không phải nói nhiều đâu, nhưng con này màu trắng nhá, biển Thái Bình, tư nhân, chính chủ. Xe đẹp, không taxi thì xe ngon lắm. Đẹp nhất là bãi thì ra giá mà chung chung phân khúc hạng C thì con này nó là Crossover hạng C của nhà Toyota Yaris G. Phiên bản này là có hai phiên bản nhá, một phiên bản E số tự động và một phiên bản G số tự động nhá. Đấy thì đây là phiên bản G là bản cao cấp nhất của cái dòng Yaris này rồi, nó nhập khẩu từ Thái Lan về. Và giá bán thì biết được cửa hàng này 468 triệu làm giải góp cho anh em được. Đấy. Dòng này nó cao tiền thì bắt buộc phải làm giải góp cho anh em, nhập Thái Lan, đời 2016 nhá, tư nhân một chủ sử dụng từ mới. Máy 1.5 AT, bản E thì nó chỉ máy 1.3 thôi. Bản này là bản cao cấp, có xi nhan gương, có tất cả mọi thứ rồi. Full option. Cái dòng này đi rất là được rất nhiều sự lựa chọn của anh em chị em nhé. Các chị em thì rất là thích dòng này vì nó hatchback. Xong rồi nó là phân khúc C, nó rộng rãi rồi nó lùi vào chuồng nó cũng dễ rồi. Đi đường chật đấy, chị em đi kém thì anh em đi cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn. Đấy, nhà còn rất là nhiều xe các bác ơi, hãy nhớ đăng ký kênh giúp Khải Đăng à. Hôm nay thì có thể em sẽ chỉ quay được một nửa bãi thôi, còn chưa thể quay hết được anh em nhiều. Rất là nhiều xe cho bà con lựa chọn này. Các bác hãy nhớ quan tâm alo cho Khải Đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đây còn rất là nhiều những mẫu xe khác để cho bà con lựa chọn đây. Với i10 đời 2013 này, gia đình này, Kia Morning số tự động này, đời 2014 này, hay là chiếc xe tàu kia với cửa tiền là 100 bạc anh em ạ. Đấy. Hơn 100 bạc để bà con 100 bạc. Đấy, Habante đây. Xong rồi Spark này, đấy, còn rất là nhiều xe này. Em sẽ trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Hãy nhớ like và đăng ký kênh nhé. Đây là hết phần 1 rồi. Các bác nào muốn xem phần 2 thì hãy vào kênh của Khải Đăng ô tô cũ xem phần 2 của những tổng hợp những mẫu xe bên em. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người trong clip phần 2 tiếp theo.